chưa các bạn? Bên cạnh tôi bây giờ là một con R1250GSA và một con R1250GS. Về ngoài thì hai bản này là bản khác nhau về màu sắc. Đây, một bản là Exclusive và một bản là Rally E. Chúng ta có thể so sánh sơ qua về ngoại thất. R1250GSA được trang bị thêm khung chống đổ, giá treo thùng. Bản Exclusive này thì là cái kính chắn gió của nó là bản cao. Bên cạnh đây là R1250GS thì là kính gió nhỏ hơn và không có cái gì, không có chống đứng nhá, không có chống đứng. Còn GSA thì có chống đứng. Đây, hai con để cạnh nhau. Bản Rally màu đặc trưng của màu HP được phối màu trắng, xanh, đỏ và cặp vành màu vàng. Cặp vành màu vàng. Phanh BMW đời 2019 là các mẫu GS, GSA được sử dụng phanh BMW. Trước đây là phanh Brembo. Bên cạnh bên này là R1200GSA. Vẫn là bình xăng 30 lít nhưng mà form nó đã gọn gàng hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip chi tiết tiếp theo. Xin chào.